Hi. Xin chào các bạn. Hiện tại mình đang là chiếc tai nghe không dây của hãng tai nghe Nhật Bản Elacom với mã hiệu là LBT-OH100. Đây là chiếc tai nghe hỗ trợ chuyển kết nối không dây qua Bluetooth 4.0, hoặc chúng ta có thể cắm dây trực tiếp qua chất cắm 3.5. Nó hỗ trợ các chuẩn âm thanh ABTX hoặc là AAC. Ngoài ra thì còn hỗ trợ công nghệ NFC. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra cho các bạn xem ở bên trong nó có cái gì. Ở đây là bên ngoài chiếc hộp của chúng ta, với tông màu đen chủ đạo, khá là trông vẻ khá là sang trọng. Ở mặt sau của chiếc hộp chúng ta có những cái thông số kỹ thuật đều là bằng tiếng Nhật hết. Thật ra thì ở đây chúng ta có thể mở ra như thế này. Rồi, ở đây chúng ta có một cái lớp nhựa trong để nhìn được chiếc tai nghe bên trong. Ở mặt bên đây thì cũng là những cái thông tin bằng bộ bằng tiếng Nhật hết. Đó, rồi cái vị trí khi mà đeo lên đầu, rồi những cái thiết kế, những cái driver bên trong của tai nghe, những bộ phận của nó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái hộp ra. Đó, đây chúng ta có đi kèm với dây hai đầu là jack cắm 3.5mm. Rồi ta có giấy hướng dẫn được cuộn tròn lại. Rồi, và dây USB và dây micro USB để sạc. Rồi, đây, nhân vật chính của chúng ta chiếc tai nghe khá là nặng. Mình mở xem bên trong còn gì nữa không. Rồi, hết rồi. Đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc tai nghe không dây. Cảm giác cầm khá là chắc chắn, headband được làm dày chắc chắn. Ở đây chúng ta có headband phủ một lớp nhựa, nhựa dạng nhám mịn. Đây thì phần headband có thể kéo giãn ra như thế này, ở trong là một cái thanh kim loại, cảm giác kéo giãn ra khá là mượt. Rồi ở bên đây cũng vậy, kéo giãn ra thế này. Ở đây chúng ta có phần ear cup với cái thiết kế khá giống như lại cái vành tai của người dùng. Rồi ở mặt trong thì chúng ta có phần đệm tai nghe được bọc da. Ở đây chúng ta thấy là có ký hiệu bên trái phải, tên của hãng Elacom, số hiệu sản phẩm và made in China. Rồi thì phần tai nghe này chúng ta có thể gặp lại như thế này. Đó, cũng khá là gọn gàng. Rồi bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn về cái ear cup. Do là không dây nên tất nhiên chúng ta sẽ có một cái nút để kết nối Bluetooth. Thì trong quá trình sử dụng với lại điện thoại thì đây vừa là nút kết nối Bluetooth, cũng vừa là nút play bao bài hát và gọi Siri nếu mà sử dụng với iOS, và nhận gọi luôn. Thì ở bên mặt này chúng ta có nút tăng giảm âm lượng, kim luôn chuyển đổi giữa các bài hát. Ở đây chúng ta có một cái lỗ với cái đèn hai màu là xanh và đỏ để báo hiệu. Ở đây chúng ta có jack 3.5 cổng micro USB để sạc cho ta nghe. Để cúp ở bên trái thì không có nút gì hết, tất cả đều tập trung ở bên phải hết. Cảm giác cầm khá là chắc và nặng tay. Chiếc tai nghe này có trọng lượng là 225g, khá là nặng. Bên trong nó là driver 40mm cho cái tần số đáp ứng từ 20 cho tới 20.000Hz. Rồi bây giờ mình sẽ thử kết nối nó với lại điện thoại của mình và thử sử dụng cho các bạn xem. Để kết nối với lại các thiết bị khác thì chúng ta sẽ nhấn giữ cái nút này. Đó, nhấn giữ nút này cho tới khi cái đèn nó nhấp nháy giữa hai màu xanh và đỏ. Thì khi đèn nó nhấp nháy giữa hai màu xanh và đỏ thì lúc đó trên điện thoại chúng ta sẽ tìm thấy cái thiết bị. Đó, bây giờ mình sẽ nhấn chọn. Đó, thì đã kết nối xong. Thì bây giờ mình có thể mở lên và phát nhạc. Thì nhạc nó được phát từ chiếc tai nghe. Còn trong trường hợp các bạn không muốn kết nối Bluetooth thì
thì chúng ta có thể sử dụng sợi dây mà hãng đi kèm, đó, sợi dây hai đầu jack 3.5 cắm vào ở đây và đầu kia cắm vào điện thoại hoặc là một cái thiết bị nào đó, máy tính chẳng hạn. Rồi thì khi phát nhạc thì sẽ nghe nhạc được bình thường. Sau khi đã mở hộp ra xong, kết nối với lại điện thoại qua kết nối Bluetooth rồi, thì bây giờ mình sẽ làm cái phần mà mình mong đợi nhất, đó là sử dụng thử chiếc tai nghe này. Mình trải rồi sẽ đeo vào. Sau khi đeo vào xong thì dường như là cái giọng nói mình nó đã khác đi rất là nhiều. Cảm giác đeo có lẽ mình chưa quen lắm cho nên cũng hơi cứng một tí, nhưng mà do cái headband nó ôm sát vào trong tay mình cho nên cảm giác đeo khá là chắc chắn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nghe nhạc và xin hẹn lại các bạn những cảm nhận về âm thanh của nó mang lại cho mình vào thời gian tới. Rồi xin cảm ơn các bạn.